Chào các bác, hôm nay bên em lên sóng cặp loa sạc WinVega là S10, một cặp loa thương hiệu đến từ Mỹ với chất âm rất là hay, dễ chơi cũng như là dễ ghép. Hôm nay lên sóng cặp này để phục vụ anh em. Như các bác đã biết thì trong những cái năm gần đây, sạc WinVega nổi lên như một hiện tượng, được rất là nhiều anh em săn tìm những cái dòng loa sạc WinVega bởi vì cái chất âm của nó uy lực mạnh mẽ, nó chơi được đa thể loại nhạc, rất là dễ phối ghép với các dòng âm. Cặp loa sạc WinVega LS10 là một cái dòng sản phẩm tầm trung của hãng với thiết kế một loa bass 25, một loa mid 15 và một loa chép dom. Thì cặp này với trở kháng 8 ohm, độ nhạy lên tới 96 decibel và công suất chịu tải của nó lên tới 200W một thùng. Rất là khủng luôn. Đặc trưng của dòng sạc WinVega là tất cả là của nó đều loa bass, nó đều sử dụng là cái gân loa màu đỏ vô cùng là nổi bật. Trên rốn của loa bass thì có dập nổi cái logo sạc WinVega, cái biểu tượng hình cái loa ngửa mặt lên trời. Một loa mid là mid 15cm giấy và một loa chép dom. Chép dom thì nó cũng có để nổi cái logo của sạc WinVega lên. Cặp này thì với thiết kế vỏ màu đen, hình thức thì còn đẹp xuất sắc và cũng là zin nguyên bản. Chất âm của nó thì rất hay, tiếng của nó mạnh mẽ, uy lực, các bác có thể chơi đa thể loại nhạc. Nhạc vàng, nhạc trẻ, DJ remix, hát hò nó đều chơi được tất các bác nhé. Trong clip này thì em phối ghép với một cái âm ly cũng khá là bình dân của Pioneer 8825 mã. Cái âm ly này thì đi kèm với cái tuner 8800 các bác nhé. Thì bộ phối ghép này khá là ăn ý và hiệu quả, thì hợp với những các bác túi tiền vừa phải, em xin được báo giá luôn. Cặp loa có giá 9.500.000 đồng, phối hợp với phối ghép với chiếc âm ly kèm tuner đấy, bộ âm ly có giá là 7.200.000 đồng. Chọn bộ chỉ hơn chục triệu này, các bác có được một cái chất âm rất hay để chơi trong những cái ngày Tết và trưng bày cái phòng nghe cũng rất là tuyệt vời, bộ khá là hợp lý. Mời các bác chúng ta cùng thưởng thức cái chất âm của bộ phối ghép này. Tiếng rất là sạch luôn, dòng này cho tiếng rất là sáng, chép và nó khỏe, bạn rất tốt. Một bộ phối khép rất hay.
hơn chục triệu. Các bác nghe được tiếng của nó rất là sạch, chi tiết nhưng cũng không kém phần uy lực. Tầm giá thôi, có nhiều bác so bộ 50-60 triệu thì em không cần nói, bộ hơn chục triệu ghép như này là khá ok rồi. Trần xin phép được báo giá lại cho các bác cặp loa sạc Win Vega với model LS10 có giá bán là 9.500.000 đồng, còn cặp âm linh Pioneer 8.825 mã có giá bán 7.200.000 đồng. Bác nào có nhu cầu sở hữu sản phẩm nào mời các bác hãy alo trực tiếp cho em nhé. Số máy này sắp đặt chờ, địa chỉ phố Bình Thượng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em có xếp hàng toàn quốc. Nếu có lần em gõ cửa,
Mình các bác hãy alo cho